Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Và ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si mới về được một lô quần dầu mới nên là muốn giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị. Vẫn là đồng giá 200.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ứng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại là 0337 707 398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Và không để quý anh chị chúng ta chờ lâu nữa, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và sản phẩm đầu tiên sẽ là một anh quần gió màu đen của nhà Fieldcore như thế này. Đó, phần cạp thì chúng ta sẽ có những cái dòng tên của thương hiệu. Phần chất liệu gió thì sẽ là một cái chất liệu gió tương đối là dày dặn và yên tâm là nó rất là mềm mịn cho quý anh chị chúng ta mặc vô cùng là thoải mái luôn. Mã sẽ là mã G353, chiều dài sẽ là 104 này, bụng là 82-96, đùi 30 và ống là 18. Đó, phần phía trước là chúng ta sẽ có một cái cúc còn cực kỳ sáng như này. Đó, bên trên thì dập tên của thương hiệu. Bên này thì chúng ta sẽ có hai cái túi đều khóa như này cho quý chị chúng ta đựng đồ và yên tâm là không bao giờ sợ bị rơi. Đó, mặt sau cũng được thiết kế các cái túi đầy đủ cho quý chị. Cạp sẽ là cái cạp chun còn co giãn rất là tốt. Form dáng bên này sẽ là một cái form tương đối là gọn gàng cho quý anh chị yên tâm là con này sẽ là con cực kỳ xịn sò luôn. Đó, còn rất là mới, độ mới khoảng 98-99%, còn rất là đẹp. Đó, quý anh chị có thể thấy này, từng đường kim mũi chỉ họ làm rất là tốt và tất cả các chi tiết đều làm rất là tỉ mỉ cho quý anh chị. Đó, mã là G353, cực kỳ đẹp, một con hàng rất là đẹp của nhà Fieldcore. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con gió màu xám này, một con màu xám lông chuột như này. Đó, phía trước chúng ta sẽ có thiết kế cúc và khóa này. Cạp cũng là cái cạp co giãn rất là tốt. Chất liệu này thì là cái chất liệu cực kỳ co giãn rồi. Đó, co giãn rất là tốt và cái độ dày cũng rất là ok nữa. Đó, con này sẽ có mã là G354, chiều dài là 95 này, bụng là 90-100, đùi 30 và ống là 19. Một con này sẽ là một con form dáng suông, quý anh chị chúng ta có thể là sử dụng mặc ở nhà cũng như là mặc đi chơi. Các thứ vẫn rất là ok vì họ thiết kế con này rất là lịch sự cho quý anh chị. Màu sắc cũng là một cái màu tương đối là dễ mặc dễ dùng rồi. Mã là G354. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu xanh than. Một con màu xanh than, con này thì sẽ là một con kiểu quần kaki rồi, con này sẽ lẫn được trong cái lôi gió. Con này sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo này. Đây, nó sẽ hơi bị mờ một chút. Đây, quý chị có thể thấy là cái tab rất là ok, rất là xịn sò của Uniqlo này. Cạp sẽ là cái cạp chun co giãn rất là tốt. Phía trước sẽ là thiết kế khóa và cúc như này. Đó, đầy đủ túi cho quý chị. Phía đằng sau này cũng là thiết kế túi, quý chị chúng ta có thể là đựng ví tiền các thứ đằng sau. Vẫn sale là 200.000 cho quý chị. Con này sẽ là một con chính hãng của nhà Uniqlo. Đó, form dáng của em nó sẽ là một cái form tương đối là dễ mặc dễ dùng. Màu sắc cũng là một cái màu xanh đen, quý chị chúng ta rất là yêu thích các cái màu này vì là cái độ phối hợp với các trang phục quần áo khác cũng như là phụ kiện giày dép rất là dễ dàng cho quý chị. Mã sẽ là G355, chiều dài là 94 này, bụng là 80-90, đùi 28 và ống là 17 cm, cực kỳ đẹp luôn, một con hàng chính hãng của Uniqlo đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con gió, một con quần gió phối rất là ok, rất là xịn sò của Argenta. Đây, chúng ta có cái tên thương hiệu ở dưới như này đó, có cái tab ở bên trên này nữa luôn. Và chất liệu gió là một cái chất liệu rất là được quý anh chị chúng ta yêu thích và rất là nên có trong tủ đồ trong cái mùa thu đông năm nay, vì là cái chất liệu gió nó sẽ mặc rất là thoải mái và cái độ chắn gió chống bụi rất là ok, mặc vừa đảm bảo là giữ ấm mà lại còn lên form cực kỳ ok, thoải mái cho quý anh chị. Con này sẽ có mã là G356, chiều dài sẽ là 104 này, bụng là 60-86, đùi 31 và ống là khoảng 11-15 cm, có thể mặc được. Con này sẽ là cái chất liệu nó cái gấu quần nó sẽ làm kiểu bo chun lại như này, có 10 đường khóa ở đây cho quý anh chị. Đó, con rất là đẹp luôn, đen pha với cả màu huy như này. Đó, lên form dáng rất là thể thao, quý anh chị chúng ta có thể là mặc ở nhà đi ngủ hoặc là mặc ở đi tập thể dục thể thao, đi chạy bộ, đạp xe rất là ok luôn. Mã là G356. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu, đây sẽ là một cái con kiểu màu huy, một cái nó sẽ là cái màu đúng rồi, màu ghi, nhưng mà nó sẽ rất là đậm, cái màu ghi đậm, nó không hẳn là màu đen, nó sẽ hơi thiết kế kiểu muối tiêu một chút. Đó, quý anh chị có thể thấy cận chất cận màu của em nó này. Cạp sẽ là cái cạp chun co giãn còn rất là tốt. Con này thì là sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo, chúng ta có một cái tag của Uniqlo bên trong như này. Đó, nên là quý chị chúng ta yên tâm về chất lượng cũng như là chất liệu rất là xịn như này, co giãn rất là tốt này, phần gấu sẽ là bo lại như này cho quý chị, đảm bảo là mặc con này sẽ rất là gọn gàng. Đó, nó tương đối cái form của nó sẽ là cái form tương đối là gọn cho quý chị. Mã sẽ là mã G357, chiều dài là 95 này, bụng là 70-88, đùi là 28 và ống là 12.
đó một con hàng chính hãng của Uniqlo, và tất cả những thông số của sản phẩm thì đều được ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý anh chị. Và chúng ta chủ động theo dõi để có thể lựa ra những sản phẩm mà nó phù hợp, nó vừa vặn với quý anh chị nhất có thể đó, để chúng ta tránh cái trường hợp mà phải đổi trả hàng rất là phát lý phí công sức của quý anh chị cũng như là của phía sành đối diện đó. Mã của em này sẽ là 3G357 của con hàng chính hãng của Uniqlo, rất là đẹp luôn, đường chất liệu, form dáng đến màu sắc sẽ là một sản phẩm mà quý anh chị chúng ta có thể sử dụng trong rất nhiều các cái trường hợp khác nhau đó, mặc ở nhà mặc đi tập rất là ok, cực kỳ đẹp luôn, chất liệu rất là xịn rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu gel như thế này. Đó, con màu gel này thì nó sẽ phù hợp cho quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm, thiết kế rất là lịch sự, chất liệu sẽ là cái chất liệu kaki rất là dày dặn và nó rất là đứng form, cái chất liệu của nó sẽ là không co giãn. Mã sẽ là G358, chiều dài là 98 này, bụng là 74-84, đùi 30 và ống là 19cm. Đó, phía đằng sau thì chúng ta sẽ là cái thiết kế cạp bo chun như này, đó mặc rất là thoải mái, cái chun quý chị có thể thấy là cái độ co giãn còn rất là tốt. Con này còn rất là mới luôn. Đằng sau sẽ là hai cái túi này, quý chị có thể là đựng ví tiền rất là ok. Phía đằng trước cũng là thiết kế hai cái túi chéo rất là rộng rãi cho quý chị. Màu sắc sẽ là một cái màu rêu, mặc lên rất là trẻ trung cho quý chị. Form dáng sẽ là form dáng xô thôi, mặc cực kỳ thoải mái. Mã là G358. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con của nhà Hanes. Một con của Hanes đây. Con này sẽ là một cái con màu be. Đó, màu be rất là sáng, mặc lên rất là trẻ cho quý chị. Thiết kế thì đa dạng như thế này, đa dạng tất cả các cái túi này, rất là nhiều túi, nói chung là con này lên form rất là năng động trẻ trung. Túi này thiết kế cốc các túi người ta làm cũng rất là tinh tế, phía bên trên thì có in tên của thương hiệu, nói chung con này cực kỳ đẹp luôn, form dáng đến chất liệu không thể chê vào đâu được. Đó, cái form của nó sẽ là một cái form tương đối dễ mặc, ống khá là rộng cho quý chị mặc rất là thoải mái. Đằng sau chúng ta có một cái tag của thương hiệu Hanes này. Mã sẽ là mã G359, chiều dài sẽ là 114 này, bụng là 74-92, đùi 32 và ống là 23. Đó, nói chung con này rất là ok rồi, không có vấn đề gì cả. Đó, rất là đẹp luôn. Có điều là anh chị nào của chúng ta cao cao mặc sẽ rất là đẹp bên này. Chiều dài của nó hơi dài một chút. Mã sẽ là G359. Rồi, tiếp theo chúng ta có một con màu đen này. Một con đen chất gió cực kỳ đẹp luôn. Con này sẽ là một con của nhà Uniqlo, chúng ta có một cái tag chính hãng của Uniqlo như thế này. Đó, cái form của em này sẽ là một cái form dáng suông, mặc rất là đơn giản dễ dàng. Quý chị chúng ta có thể lựa chọn em này để chúng ta mặc đi làm rất là ok. Cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu mặc cực kỳ thoải mái đó, mà lên form dáng vẫn rất là lịch sự cho quý chị, hoàn toàn có thể là mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Màu sẽ là cái màu đen rất là dễ phối, dễ dùng cho quý anh chị. Và chúng ta không muốn mặc những cái chất liệu kaki, những cái chất liệu jean nó quá là dày mặc sợ khó chịu, thì có thể là lựa sang em gió như này, mặc vừa chắn gió chống bụi mà lại còn vừa thoải mái nữa. Mã sẽ là mã G360, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu ghi này, một con màu xám như thế này. Đó, cái màu này cũng là một cái màu lên rất là trẻ trung cho quý anh chị. Phần phía cạp người ta làm cũng rất là tinh tế này, có thêm một cái đai nhựa nữa, cái này quý anh chị có thể là điều chỉnh được ạ. Đó, cạp cũng là cái cạp chun mặc rất là thoải mái, túi các thứ đầy đủ hai bên này. Đằng sau cũng thiết kế túi cho quý anh chị luôn, có thể lựa em này mặc đi làm cũng được luôn ạ. Mã sẽ là mã G361, chiều dài là 95 này, bụng là 80-98, đùi 28 và ống là 17. Chất liệu gió vô cùng là dày dặn, co giãn thì rất là ok như này. Đó, cái độ co giãn của nó rất là tốt, yên tâm là mặc cực kỳ thoải mái mà lên form lại rất là trẻ trung cho quý anh chị. Mã là G361, cực đẹp luôn. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con của nhà Zara. Một con của Zara rất là đẹp luôn. Zara thì là một cái thương hiệu thời trang quá là nổi tiếng rồi. Đó, form dáng sẽ là một cái form nó sẽ hơi gọn gàng, nó sẽ hơi ôm một chút như này. Đó, yên tâm là mặc vẫn rất là thoải mái, cái chất liệu thì khỏi phải bàn. Đó, chất liệu của Zara nó sẽ là một chất liệu rất là xịn này, co giãn rất là tốt. Đó, mặc cực kỳ dày dặn luôn. Ở phía trên phần cúc này, cúc này, khóa này, người ta làm rất là đẹp, và bên trên còn có in tên của thương hiệu nữa. Đó, một con của Zara, màu sắc sẽ là một cái màu sắc rất là tươi sáng trẻ trung như thế này. Mã sẽ là mã G362, chiều dài sẽ là 102 này, bụng là 82-94, đùi 26 và ống là 17, cực kỳ đẹp luôn, một sản phẩm đến từ thương hiệu Zara. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu rêu. Con này sẽ là kiểu cái màu
màu xanh nó hơi rất là đậm đó. Cái màu xanh này sẽ là một cái màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Ví chị chúng ta mặc những cái màu này thì rất là dễ mặc, dễ dùng, nó vừa trầm tính mà nó lại vừa độc đáo đó. Nói chung cái màu này sẽ là một cái màu rất là hay, rất là hiếm khi có những cái con quần mà nó có cái màu sắc nó như thế này, cực kỳ đẹp. Mà cái chất liệu đó của nó cũng là cái chất liệu đó rất là xịn luôn đó. Bên trong sẽ là lót một cái lớp bông như này, lớp nỉ như này, mặc rất là ấm, yên tâm về cái độ giữ ấm của em này thì rất là tuyệt vời rồi. Cả cũng là cái cạp chui mặc rất là dễ chịu. Đây quý chị có thể thấy là em dơ như này nó không được đẹp, nhưng mà mặc lên sẽ rất là tôn dáng cho quý chị, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Con này sẽ là một con này thì em xem nó sẽ là đây, con này sẽ là một con của Uniqlo này, cực kỳ đẹp. Quý chị chúng ta không nên bỏ qua em này một tí nào. Đó, mặc rất là trẻ trung cho quý chị. Mã sẽ là mã G363, chiều dài là 104 này, bụng là 92 đến 100, đùi 34 và ống là 24. Con này chúng ta còn rất là mới, quý chị có thể thấy là chúng ta còn nguyên tắc mát như này, cực kỳ mới luôn, nên là con này quý chị chúng ta đừng bỏ lỡ. Rất là đẹp, màu sắc đến chất liệu cũng như là cái form dáng không thể chê vào đâu được, mà cực kỳ là thoải mái và lên form rất là trẻ trung cho quý chị. Mã là G363. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu đen này, một con màu đen của nhà Area. Đây chúng ta có cái phần thêu tên thương hiệu như này. Con này màu đen phối form dáng thì cũng tương đối đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái dáng suông vô cùng là đơn giản. Đằng sau chúng ta có thêm một cái túi này. Phần cạp sẽ là cạp chun co giãn còn rất là tốt. Đó, còn nguyên tắc mắt của Area ở bên trong như thế này. Đó, con này sẽ có mã là G364, chiều dài sẽ là 99, bụng là 72-96, đùi là 28. Và cái ống này là một cái ống form rất là rộng rãi rồi, vì chị chúng ta yên tâm mặc cực kỳ thoải mái. Chất liệu cũng là cái chất liệu gió hai lớp dày dặn. Bên trong lót bông này, chúng ta có thể thấy cái thiết kế gấu quần của nó rất là đặc biệt. Bên trong chúng ta có thêm một cái ống bên trong như này. Đó, nó sẽ là cái sản phẩm này sẽ là mã G364, chiều dài 99 này, bụng 72-96, đùi 28 và ống sẽ là cái ống tương đối là dễ mặc dễ dùng. Quý chị chúng ta ưng mã này có thể là liên hệ đặt hàng. Thiết kế của nó sẽ là một cái thiết kế tương đối đơn giản, dễ mặc dễ dùng, màu đen trơn như này thôi. Đó, nói chung là cũng khá là ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu đen này. Một con màu đen, con này sẽ là một con của Rolling. Đó, bên trong chúng ta có một cái tag của Rolling như này. Đó, chất liệu gió này quý chị có thể thấy chất liệu gió rất là mềm mịn. Và phía trong sẽ là một cái lớp lót vải như này. Đó, mặc cực kỳ là thoải mái, dễ chịu. Phần gấu chúng ta có thêm một cái đường kéo khóa này, có thể là chúng ta nới ra mặc cho nó rộng cũng được, mặc rất là thoải mái luôn. Thiết kế cũng là một cái thiết kế tương đối là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng, có phần thêu tên của thương hiệu như thế này. Đó, hai bên thì chúng ta sẽ có những cái đường kẻ. Đó, nói chung là cái phần thiết kế của nó cũng rất là đẹp, lên rất là đẹp cho quý chị. Chất liệu gió sẽ là cái chất liệu chắn gió rất là tốt và yên tâm, là độ bền cũng rất là cao. Mã là G365, chiều dài là 104 này, bụng là 74-98, đùi 31 và ống là 21. Con này rất là đẹp luôn, thì chị chúng ta cũng đừng lên bỏ lỡ con này. Mặc ở nhà, mặc đi tập thể dục thể thao rất là ok, form dáng thì rộng rãi thoải mái, mặc cực kỳ là dễ chịu. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu xanh than. Đó, một con màu xanh than cũng là một cái thiết kế form dáng tương đối là trẻ trung năng động. Đây quý chị có thể thấy này, ở phần này chúng ta sẽ có một cái túi hộp ở phần đầu gối như này. Đó, cái thiết kế của nó mặc rất là thoải mái, quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm vào sản phẩm của nhà Philco. Đó, Philco sẽ là thường họ sẽ có hay những có cách cái thiết kế nó kiểu rất là năng động như thế này. Chất liệu sẽ là cái chất liệu hơi co giãn nhẹ như này, mặc rất là thoải mái cho quý chị. Nói chung những con của nhà Philco sẽ là cái chất liệu tương đối là mềm mịn. Đó, đa số sẽ là họ đều làm bằng cái chất này. Và bên trên này thì chúng ta sẽ có cái phần chạy cái chữ của thương hiệu như này. Đó, nói chung rất là đẹp, quý chị chúng ta không nên bỏ lỡ con này một tí nào. Nó sẽ là có các cái thiết kế túi có khóa cho quý chị cực kỳ xịn luôn. Mã sẽ là mã G366, chiều dài sẽ là 199 này, bụng là 84-104, đùi 32 và ống là 19. Nhìn chung các sản phẩm này sẽ là những cái sản phẩm vô cùng là dễ mặc. Quý anh chị chúng ta chỉ cần lựa chọn sao cho nó vừa mặc với người mình là mặc lên rất là đẹp rồi. Đó, hoàn toàn có thể mặc ở nhà, mặc đi chơi vẫn rất là ok, mặc đi tập đi bộ cũng rất là ok rồi, rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu đen này.
một con màu đen của nhà New Balance. Chúng ta có cái phần thêu tên thương hiệu ở cái gốc ấm quần như này. Đây sẽ là một con màu đen và vải nó sẽ hơi bóng nhẹ một chút. Hai bên thì sẽ có cái đường chạy xuống như này. Đó, có một cái đường màu trắng chạy xuống như này. Nói chung là phong dáng thể thao phù hợp để mặc ở nhà, mặc đi ngủ, hoặc là quý chị có thể mặc đến phòng tập, cũng như là mặc đi bộ buổi sáng này, mặc đi đạp xe rất là ok. Nói chung là rất là thoải mái rồi, nên phong dáng rất là dễ mặc, dễ dùng, cảm chun còn co giãn còn rất là tốt. Về phần chất liệu thì nó sẽ là cái chất liệu hai lớp, ở bên trong có thêm một cái lớp lót như này, mặc cực kỳ ấm, cái độ chắn gió cũng rất là tốt, độ bền thì lại cực cao, nên là quý chị chúng ta hoàn toàn có thể là đặt niềm tin vào cái sản phẩm này, mua về rất là ưng luôn. Mã là G367, chiều dài là 98, bộ là 72-92. Thông số thì quý chị có thể theo dõi ở phía bên trên tay trái màn hình. Rồi tiếp theo chúng ta lại có một con màu đen nữa này. Con đen này cũng là một cái sản phẩm tương đối là cái form nó lên tương đối là năng động đó, quý chị có thể thấy cái thiết kế túi này nói chung rất là đẹp, họ làm rất là tinh tế. Phần cái đùi này chúng ta cũng có khóa luôn, túi khóa luôn đó, nói chung là rất là đẹp rồi. Mã của em này sẽ là em này chúng ta sẽ có mã là G bao nhiêu đây, xin lỗi quý chị một chút đây. Mã của em này sẽ là mã G368, chiều dài là 99 này, bụng là 86, đùi 31 và ống là 21 đó. Con này nói chung cũng là một con form dáng tương đối là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng đó. Con này sẽ là một con của Glow Lifter. Con này sẽ là một cái chất liệu gió tương đối là mỏng nhẹ thôi, mặc lên form dáng rất là thoải mái, dễ chịu. Đây quý chị có thể thấy cỡ chất của em nó này, bên trong này đó, nói chung là chất liệu một lớp thôi nhưng mà cũng khá là dày dặn, mặc lên cũng tương đối là thoải mái đó. Màu sắc cũng là một cái màu trung tính, rất là dễ mặc, dễ dùng, dễ phối đồ với các sản phẩm khác. Rồi sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một con gió đen và phối với cả các cái phần xám như này, một sản phẩm của nhà Puma này. Đó, có cái phần in logo thương hiệu như này. Con này sẽ là một con tương đối là suông thôi, cũng không có gì nhiều để bàn với em này. Cạp sẽ là cái cạp chun co giãn khá là tốt. Mã là G369, chiều dài sẽ là 100 này, bụng là 76-84, đùi là 28 và ống là 23. Đó, con này cũng là một con tương đối đẹp rồi, form dáng tương đối là đơn giản dễ dàng, chúng ta có thể là mặc ở nhà, mặc đi ngủ rất là ok. Đây quý chị có thể thấy toàn bộ form dáng của em nó rất là dễ mặc, dễ dùng, một sản phẩm của nhà Puma và cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Rồi vâng, vậy là em đã lên hết tất cả những sản phẩm có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi và đồng hành. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.